Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hoàng Long và Thứ trưởng Phụ trách Ngoại thương Bộ Ngoại giao Chile Claudia Sanhueza, phiên họp lần thứ 5 Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam-Chile đã được tổ chức. Tại phiên họp, hai bên đã tiến hành rà soát tình hình thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Chile trong thời gian qua, cập nhật tình hình quan hệ kinh tế hai nước. Cụ thể, trao đổi thương mại hai chiều trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt gần 760 triệu đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Chile đạt khoảng 620 triệu đô la Mỹ, tăng 23%, nhập khẩu từ Chile đạt 140 triệu đô la Mỹ. Chile hiện là một trong 4 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Hai bên đánh giá cao những kết quả trao đổi và thỏa thuận đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới tiếp tục chủ động và đề xuất các biện pháp giải quyết những vướng mắc trong thực thi Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam-Chile, cũng như Hiệp định CPTPP. Kết thúc phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long và Thứ trưởng Claudia Sanhueza đã tiến hành ký biên bản phiên họp lần thứ 5 Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam-Chile.